Trương Quốc Vinh là một nhà viết kịch bản kiêm đạo diễn phim gần đây gặp thất bại liên tục về mặt kinh doanh với các phim vừa ra. Chán nản, anh tính đường kiếm việc khác làm kinh doanh để trả nợ như người bạn. Vốn là một nhà sản xuất phim, gợi ý anh làm phim thương mại để câu khách sinh đang nợ ngập đầu và cần tiền để duy trì cơ sở nên gật đầu cái trục và nhân tiện. Anh nhận luôn vai chính để vừa tiết kiệm tiền. Thư Kỳ khi cô tham gia bộ phim Villa Erotica 1996 của đạo diễn Dĩ Đông Thăng, bộ phim đã thay đổi cuộc đời cô gái xinh đẹp. Năm đó, Thư Kỳ nhận giải Kim Tượng ở hạng mục nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, một giải thưởng và một liên hoan phim uy tín. Villa Erotica và Oscar Hồng Kông đã đem lại cho Thư Kỳ danh tiếng.